Chào mừng quý khán giả đã đến kênh Showbiz Việt. Kính chúc quý khán giả có những giây phút thư giãn thật tuyệt vời bên chúng tôi. Và đừng quên đăng ký bên dưới cũng như bấm vào chuông thông báo để nhận được những video clip mới nhất trong ngày. Và bây giờ xin mời quý vị hãy đến với những tin tức nổi bật nhất trong ngày hôm nay. Minh Tú Chibu khoe eo thon, siêu mẫu Minh Tú ca sĩ Chibu cùng diện trang phục thể thao khoe vòng eo gợi cảm tại một sự kiện tối ngày 27 tháng 9. Siêu mẫu Hoa hậu Minh Tú phối giày sneaker tăng thêm vẻ năng động cho ngoại hình. Người đẹp vừa có chuyến công tác ở Mỹ tham gia tuần lễ thời trang New York. Hiện tại Minh Tú cũng tập trung lấn sân lĩnh vực điện ảnh. Vai diễn chính đầu tiên của cô trong phim Hoa hậu Giang Hồ dự kiến ra mắt ngày 15 tháng 11. Chibu chọn bộ cánh màu đen, khoe vòng eo 58cm. Cô trình diễn bản make up "Mời anh vào tim em, anh ơi ở lại đóa hoa hồng". Đây là những ca khúc giúp Chibu được công chúng yêu mến sau 2 năm thử sức trong lĩnh vực âm nhạc. Nữ ca sĩ tình nán lại sự kiện, ký tặng các fan yêu mến mình. Đông đảo khán giả đã ủng hộ phần trình diễn của Chibu ở sự kiện. Ca sĩ Emily gây ấn tượng với mái tóc màu vàng. Người mẫu MC Quỳnh Châu, gia đình Binjo, Quỳnh Trâm hào hứng đi sự kiện. Hai nhóc tì sinh đôi Ben và Niam dặn dị chụp ảnh cùng bố mẹ. Ben và Niam ngoan ngoãn ngồi ăn bánh. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi video. Quý vị hãy kích vào đăng ký kênh ở phía dưới để cập nhật những video mới nhất trong ngày quý vị nhé. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều.